Em chào anh ạ. Này, cô nghĩ đây là đâu mà cô tự tiện vào đây được hả? Thưa giám đốc, hình như là anh hiểu nhầm rồi ạ. Tôi là Tường Sang, thư ký của Chủ tịch Long. Hôm nay tôi đến đây là đại diện công ty bên đấy để bàn về chuyện hợp tác hai bên đấy ạ. Hả? Hóa ra là thư ký của Chủ tịch Long à? Ghê gớm quá nhỉ. Mời cô ngồi. Đây là hợp đồng mới xem qua. Tôi nghĩ là không cần phải xem qua đâu, bởi vì hợp đồng tôi và Chủ tịch Long đã bàn bạc rất là kỹ rồi. Chắc là không có vấn đề gì cả. Vấn đề ở đây với tôi chắc là con người thôi. Anh nói thế là sao ạ? Tức là vấn đề nằm ở cô ấy. Tôi nhìn thấy mặt cô nó không muốn ký hợp đồng một tí nào cả. Hiểu chưa? Anh Hải, anh đang muốn lấy chuyện riêng để chen vào công việc ạ. Anh nên nhớ đây là sự hợp tác giữa hai công ty, chứ không phải là chuyện riêng của chúng ta. Với cả nghĩ lại, chuyện ngày trước tôi cũng chẳng làm gì sai để khiến anh phải gay gắt như thế cả. Gọi tôi là giám đốc Hải, hiểu chưa? Ngày xưa là cô trèo cao, muốn chen chân vào nhà tôi. Nhưng mà cũng may lúc đấy anh trai tôi đã tỉnh ngộ, nghe lời bố mẹ tôi, cho nên là không rước đứa nghèo hèn như cô về nhà. Chứ nếu không, cứ nghĩ là bây giờ tôi phải gọi cô một câu chị dâu là tôi nghe tôi ớn hết cả người đấy, hiểu chưa? Đừng có gọi tôi thân thiết như thế. Dạ vâng, giám đốc Hải. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bàn về chuyện ký hợp đồng nhé. Mà nghĩ cô cũng siêu thật. Ngày xưa mồi chài anh tôi không được, bây giờ lại quay sang mồi chài Chủ tịch Long. Hỏi thật nhá, cô làm cách nào để leo lên chức thư ký của Chủ tịch đấy? Hay là lấy tất để đổi việc à? Mong anh hãy tôn trọng tôi một chút. Dù sao tôi cũng là đối tác của anh đấy ạ. Này, đối tác của tôi là Chủ tịch Long chứ không phải là cô hiểu chưa? Một cái đứa thư ký quen đi làm thuê mà nói là đối tác của tôi á? Cô bị ảo tưởng đấy à? Đừng có nghĩ vừa mới lên được cái chức thư ký của Chủ tịch mà ngang hàng với tôi, hiểu chưa? Vâng, anh nghĩ sao cũng được, tùy anh. Tôi mong là chúng ta có thể bỏ qua những chuyện cũ để mà bàn về chuyện hợp đồng. Bây giờ chúng ta ký hợp đồng được chưa ạ? Được. Nhưng mà tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, bớt mơ mộng đi, đừng có mơ hoang tưởng nữa. Nếu mà Chủ tịch Long để mắt đến cô ấy, thì đấy cũng chỉ là qua đường chơi bời cho vui thôi. Cô không là cái gì trong cái xã hội đâu, hiểu chưa? Tôi xin lỗi giám đốc Hải, nhưng mà anh xúc phạm tôi hơi quá đáng rồi đấy ạ. Hôm nay tôi đến đây là để bàn về chuyện hợp đồng, chứ không phải ngồi đây để mà tranh cãi về một chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tôi nhớ không nhầm thì chuyện đấy cũng phải cách đây 3 năm rồi đấy ạ. Thôi được rồi, tôi cũng không có thời gian đôi co với cô. Xem như hôm nay là tôi đen đi, tự nhiên phải đi làm việc một đứa hạ đẳng như cô. Mang hợp đồng ra đây. Cô Tường Sang về rồi đấy à? Cô vào phòng tôi một chút nhé. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Chủ tịch, anh cho gọi tôi ạ? Hải vừa gọi điện cho tôi đấy. Nói là cô ăn cắp đồ của cậu ấy. Bây giờ Hải đang trên đường đến đây để đối chất với cô đấy. Tại sao lại có chuyện như thế được ạ? Tôi không ăn cắp cái gì cả. Chủ tịch đang nói gì đấy ạ? Tôi thì tôi tin cô, nhưng tôi cũng muốn biết xem là khi cô qua công ty của Hải ký hợp đồng là đã có chuyện gì xảy ra. Cô nói tôi nghe xem nào. Dạ, em chỉ qua bên đấy để ký hợp đồng thôi. Trong khoảng thời gian em ngồi ở phòng làm việc thì anh Hải cũng ở bên cạnh. Chắc chắn là em không thể nào ăn cắp được cái gì. Với cả em cũng không bị điên khi mà đến công ty đối tác để mà ăn cắp đồ đâu ạ. Vậy thì đành đợi cậu Hải đến để nói chuyện xem thế nào vậy. Mời vào. Tôi đến rồi. Phải qua cô Tường Sàn đây tôi đỡ mất công gì. Anh Hải, mời anh ra đây uống nước. Thôi, tôi chỉ đến đây gặp cô Tường Sàn nói vài câu đi. Anh không cần phải thích sáo đâu. Tôi vào vấn đề luôn này. Cô Tường Sàn có đến chỗ tôi để ký hợp đồng. Khi ra về tôi kiểm tra tôi mất một sợi dây chuyền trị giá rất là lớn. Mà đấy lại là món quà tôi tặng sinh nhật mẹ tôi. Cô giải thích chuyện nào thế nào đấy? Sợi dây chuyền đấy anh để đâu ạ? Tôi còn chưa nhìn thấy, làm sao tôi ăn cắp nó được?
Tôi chỉ đến công ty của anh và ngồi trong phòng làm việc của anh đúng 30 phút. Mà trong khoảng thời gian đấy thì cũng có anh ở bên cạnh. Thì làm sao mà tôi có thể lấy được sợi dây chuyền đấy của anh? Phải đấy anh Hải ạ. Tôi nghĩ là anh nên suy nghĩ lại. Bởi vì biết đâu còn ai ra vào phòng của anh. Hoặc có thể là sợi dây chuyền nó mất từ lúc nào rồi. Trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ đấy. Không có chuyện gì là đáng nghi ngờ ở đây cả. Đấy là phòng làm việc của tôi. Chỉ có một mình tôi ở đấy và lúc đấy không có Tường San để yếp đâu. Ngoài ra không còn ai đi vào đấy cả. Thì làm sao có chuyện bị ai đánh cắp được? Chắc chắn là trong lúc tôi lơ là không để ý cô ta đánh cắp nó rồi. Anh Hải, anh có bằng chứng gì không ạ? Anh không thể nào nói mồm như thế được. Tôi không phục. Không nghĩ cái loại người như cô cần bằng chứng được. Anh Hải, anh nói vậy là sao? Tường San đại diện công ty của tôi đến ký hợp đồng với công ty của anh. Anh nói như vậy khác gì bảo công ty chúng tôi dạy nhân viên đi trông đồ. Không, anh đừng có tự gán ghép như thế. Tôi chỉ nói cô ta thôi. Không bao giờ có nói chuyện kiểu vơ đựa cả lắm như thế. Dù sao chúng ta làm việc với nhau bao lâu, tôi sẽ không để công ty bị mang tiếng. Bây giờ như thế này đi, tôi cần lục soát túi sách cô Tường San và chỗ làm việc của cô ta. Không được. Nếu cậu làm như vậy cậu cần phải có bằng chứng. Nếu không tôi sẽ không để cậu làm như vậy đâu. Anh... Rõ ràng là anh ta cố tình nói như thế để bôi nhọ mình. Thôi được, cứ để cho anh ta gọi điện. Mình cũng muốn nhanh chóng kết thúc việc này. Chủ tịch, nếu mà anh ta muốn xét thì cứ để cho anh ta xét ạ. Xem ra là cô biết điều nhờ. Bây giờ tôi cần cô dẫn tôi ra chỗ làm việc của cô. Đồng thời, tôi cần một vài nhân viên công ty làm chứng cho tôi trong lúc lục soát đồ của cô ta. Phòng trường hợp mà cô ta mất cái gì đồ ăn là tôi bị chết. Mời anh đi theo tôi. Khoan đã. Thế nếu như anh không tìm thấy gì thì sao? Thì sẽ là không chuyện gì cả. Ok. Không được. Anh làm như vậy, anh không nghĩ đến danh dự cho Tường San à? Danh dự? Nếu mà không tìm thấy, tôi sẽ đền tiền cho cô. Được chứ? Không cần thiết. Tôi chỉ mong anh sớm biến khỏi đây và đã tốt lắm rồi đấy. Không thể nào. Mọi việc không thể dễ dàng như vậy được. Chủ tịch, không sao đâu ạ. Cứ để cho anh ta làm như thế đi. Chủ tịch Long, cô Tường San đây là nói như thế thôi. Anh có bận tâm cái gì nữa. Chà, dạo này tôi công ty nhiều việc quá, đó nó bị đãi trí. Không nhớ nổi được cái sợi dây chuyền đâu, thành ra đấy, có chút hiểu nhầm. Thì thôi thì làm phiền hai người rồi, tôi xin phép về nhé. Anh không định xin lỗi cô ấy à? Tôi nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu đấy. Cô Tường San, xin lỗi nhé, chắc là có chút hiểu nhầm nào ở đây. Anh cẩn thận con rơi vào lưới tình của cô ta là con thoát được. Tôi xin phép. Tại sao cô không để tôi nói chuyện với anh ta? Rõ ràng anh ta kiếm chuyện với cô mà. Tôi biết là chủ tịch muốn lấy lại công bằng cho tôi. Nhưng mà có một điều anh chưa hiểu rõ về anh ta. Là anh ta muốn sỉ nhục tôi trước mặt nhân viên. Muốn hạ thấp uy tín của tôi trước mặt mọi người. Để lúc đấy cho anh ta cảm giác được thỏa mãn. Nhưng không sao cả, tôi chấp nhận điều đấy. Nhưng tại sao cô lại phải làm như thế? Nếu như tôi không làm như thế thì anh ta vẫn còn xuất hiện trước mặt tôi rất nhiều lần nữa và phá đám tôi. Tôi biết là anh với anh ta đã hợp tác rất nhiều năm. Tôi không muốn bị bản thân tôi mà giữa anh với anh ta lại có hiềm khích với nhau. Thế rốt cuộc cô và anh ta đã xảy ra chuyện gì? Cô nói tôi nghe xem nào. 3 năm trước tôi đã yêu một chàng trai. Anh ấy tên là Hiếu. Và đấy là anh trai ruột của Hải. Nhưng mà cả anh Hải và gia đình anh Hải đều không đồng ý cho tôi. Bởi vì nói tôi là gái quê, tôi nghèo hèn, kém sang trọng, không xứng đáng với gia đình của họ. Họ đã tìm rất nhiều cách để chia rẽ chúng tôi. Nhưng mà anh Hiếu yêu tôi thật lòng, nên anh ấy cũng đã xác định kết hôn với tôi. Nhưng mà đến cuối cùng ấy, thì chúng tôi không thể nào vượt qua được những sự ngăn cản của họ. Anh Hải đã quy chụp tôi là đứa con gái lẳng lơ, yêu anh Hiếu chỉ vì tiền. Và rồi anh Hiếu đã bị áp lực. Vậy Hiếu, anh ấy phản ứng thế nào? Tôi rất là thương anh Hiếu. Khoảng thời gian đấy anh phải gồng gánh rất nhiều thứ ở trên vai, bị chịu áp lực đè nặng từ tất cả mọi phía, cộng thêm cả việc mất niềm tin ở phía tôi nữa.
cho nên là đã dẫn đến cái quyết định hủy hôn. Bố tôi vì chuyện đấy mà sốc nặng, rồi ông bị đột quỵ và mất đi. Tôi rất là hối hận. Tôi ước là lúc đấy tôi có thể quyết định sớm hơn, thì có thể cái chết của bố tôi đã không xảy ra. Tôi xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn cho cô. Cô hãy cố vượt qua nó nhé. Tôi tin là cô làm được. Anh Long đấy à? Chào anh. Hóa ra là bạn cũ à? Chào nhá. Tôi đã nghe chuyện của anh Từ Hải, không ngờ gu của anh cũng mặn thật đấy. Lẽ con gái lăng nhăng như cô ta ấy mà anh cũng yêu được à? Anh Hiếu, anh đã xúc phạm người khác đấy. Chỗ quen biết ý, tôi chỉ thấy thương hại cho anh thôi mà. Nếu như anh không biết ý, cô ta chính là... Là bạn gái cũ? Hay là vợ cũ? Cô ấy lăng nhăng à? Hay là do anh nhu nhược? Xin lỗi anh, tôi biết nhiều hơn anh nghĩ đấy. Nhưng anh nên nhớ này, anh chỉ là quá khứ, tôi là hiện tại đấy. Wow, anh thật là cao thượng. Tôi hâm mộ anh thật đấy. Nhặt lại đồ cũ của người khác, anh thấy vui thế à? Anh càng nói, tôi chỉ thấy anh đang xúc phạm người khác tôi đấy. Tôi nói cho anh biết này, nếu anh còn dùng những cái lời như thế, tôi sẽ bắt anh phải trả giá đấy. Anh nghe rõ chưa anh Hiếu? Anh biết thì tốt rồi, tôi chỉ lo anh bị lừa thôi. Mình đi thôi. Chúc anh lựa chọn sáng suốt. Bỏ đi, bực khích cả mình. Anh làm sao đấy? Vẫn còn tơ tưởng đến cô ta đấy à? Mà cô nữa, im mồm đi. Sao cô thấy cô ta ấy, không lơ đi thì... Bạn đi trở về. Thì dù gì cũng đã từng là bạn thân rồi, chả nhẽ lại bơ đi à? Cô thì chắc cô ưa cô ta lắm đấy mà còn ngại. Sao tự dưng anh lại chút giận lên em thế? Bị cô ta quay lại ám rồi đấy à? Đấy, chú xem đi. Từ ngày gặp lại cô ta, anh lúc nào cau có với tôi, còn tìm cách liên lạc lại với cô ta nữa chứ. Thế anh Hiếu định làm gì ạ? Chả biết được. Nhưng mà tôi đang có cảm giác là anh ta vẫn còn thương nó đấy. Thế thì mới tức giận khi mà nhìn thấy nó với cả người đàn ông khác chứ. Em nghĩ là anh Hiếu cũng không định làm gì đâu, chỉ là muốn phá đám nó thôi. Nhưng mà con này công nhận nó cũng cao tay thật, mồi chài được cả anh Long. Cô ta định một bước lên mây mà. Càng nghĩ càng bực. À, chị dâu, hay là bây giờ như này đi, em sẽ đưa chị đến công ty của anh Long, gặp cô ta, dằn mặt nó luôn, tránh đêm dài lắm mộng, nhỡ đâu lại quay lại tán anh Hiếu hay sao? Ừ, đúng rồi đấy. Thế thì đi luôn đi.
Chị ra ngoài trước đi, đợi em một tí. Thực ra xin lỗi cậu, nhưng mà bây giờ anh Hiếu đã là chồng của tôi rồi. Cậu hãy tránh xa anh ấy ra đi. Cậu làm như thế không thấy xấu hổ à? Cô đang nói linh tinh cái gì đấy? Nhìn mặt của ta đần chưa kìa. Đừng có mà giả ngây giả ngô trước mặt tôi nữa. Cho dù là bây giờ anh có thút động lòng, tiếc rẻ tình xưa ấy, thì cậu cũng không được phép có ý định gì với anh ấy. Cậu đã hiểu chưa? Các người nghĩ mình là ai mà bước vào công ty gây sự đấy? Các người biết mình đang nói chuyện với ai không? Anh Long đây ạ, đây là chị dâu của tôi. Chị có một nỗi bất an trong lòng cho nên là tôi đưa đến đây để giải đáp một cái thắc mắc trong lòng. Thôi, các người tưởng tôi không biết ý đồ của các người à? Sau bao nhiêu năm, các người vẫn đeo bám Tường San để thỏa mãn sự ích kỷ của các người. Xin lỗi nhé. Có tôi ở đây, các người không bao giờ đạt được mục đích đấy đâu. Anh Long, anh nói gì mà nặng lời đấy? Làm gì có ai hại ai ở đây? Đúng rồi đấy, tôi chỉ là đang muốn đòi lại công bằng cho bản thân mình thôi. Công bằng à? Thế lúc các người vu khống cho Tường San là lẳng lơ, các người nghĩ đến công bằng cho Tường San hả? Tôi đã nghi ngờ nên tôi đã cho người điều tra lại chuyện cũ. Thì ra chính các người đã chia rẽ Tường San và Hiếu. Các người thuê người khác giả làm bạn trai rồi dựng lên tất cả mọi chuyện để cho Hiếu không tin cũng phải tin. Mọi chuyện các người làm chỉ để hại Tường San. Anh Long, anh nói nhau nó cuội gì đấy? Bằng chứng đâu mà anh bảo tôi làm như thế? Tôi nói được như vậy, chắc chắn tôi sẽ có bằng chứng. Còn cô vì muốn sở hữu Hiếu, đã thông đồng với Hải, dụ Hiếu vào chồng, có đúng không? Còn cậu muốn My làm chị dâu của mình, nên cậu ra sức vun đắp. Con người My hời hợt, nên cậu dễ dàng điều khiển, có phải không? Cậu muốn nắm cả anh trai của mình trong lòng bàn tay. Con người mưu mô thủ đoạn như cậu, tôi không mất thời gian để có thể nhìn ra đâu. Hải ạ, từ nay tất cả mọi sự hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt. Tôi không muốn kết hợp với một người mưu mô xảo quyệt như cậu. Cậu đi ra khỏi đây. Thì ra chuyện năm đấy có ở cô xem vào nữa à? Tôi đúng là kinh tởm những loại bạn thân như cô đấy. Cô hợp tác thì cô hợp tác. Tôi tưởng anh cao quý thế nào với cô chỉ để một đứa con gái nó sắp nuôi rồi. Để xem mà không có công ty của tôi thì công ty xoay sở thế nào. Được. Vậy để tôi xem bao lâu nữa công ty của anh phá sản. Tôi nói cho anh biết này, nếu như công ty của anh sập ấy, thì công ty đối thủ các người sẽ như vậy. Anh cút ra khỏi công ty đi. Nhà mệt chớ, còn không có thang máy nữa chứ. Thích sướng ấy, theo thằng khác cho nó nuôi. Đi theo tôi làm gì? Thì em chỉ than thở tí thôi mà. Anh giận em rồi đấy à? Thôi. Mà tôi cũng chả hiểu nổi cô đấy. Tôi thích sống khổ à? Hả? Anh nói kiểu gì đấy? Vợ chồng với nhau, có phúc thì cùng hưởng, có họa thì phải cùng chịu chứ. Chú nhở? Nhở cái lời tấm mở ấy, nhở. Chị chẳng qua chỉ là một phần cái bảo hiểm bố mẹ để lại đâu. Chị đang đợi chia cho chị một phần ấy. Thế nếu mà đưa chị té lâu rồi chứ không phải ở đây mà đợi khổ. Kiếp. Sao chú lại nói tôi như thế? Tâm địa xấu xa quá cho nên là nghĩ ảnh như mình đấy à? Ờ đấy. Tôi tâm địa xấu xa đấy. Được chưa? Nhưng mà dù sao thì anh Hiếu là anh ruột của tôi nhá. Chứ không như chị, tôi không bao giờ để anh tôi một chỗ chết. Ok. Chú dám nói với tôi như thế á? Tôi nói cho chú biết nhá, tôi đã phải sống rất tốt để chăm lo cho bố mẹ chú suốt thời gian dài như thế rồi. Thế mà bây giờ chú dám nói tôi như thế à? Gia đình thì phá sản, anh em thì khốn khổ như thế. Đáng lẽ ra chú phải trân trọng tôi mới đúng chứ. Thôi được rồi, đã thế tôi sẽ để cho anh em chú thích làm gì thì làm. Thôi, nhà như cái chợ ấy. Anh xem chú ý nói em như thế kìa. Thôi, nhà thì phá sản, bố mẹ thì không còn. Chưa đủ khổ à? Hả? Hai người vui lòng trật tự đi cho tôi nhờ. Sao cô biết chúng tôi ở đây mà đến tìm? Cô đúng là mặt dày thật đấy. Hóa ra các người vẫn còn liên
liên lạc với nhau đấy ạ. Này, cô nói linh tinh cái gì đấy? Trái đất đúng là tròn thật đấy. Tôi cũng có một chút ngạc nhiên, nhưng mà hình như các người đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra mới phải đấy. Cô nói thế đấy nhỉ? Chào cả nhà, tôi đến để ký hợp đồng cho thuê. Không ngờ người muốn thuê lại là chính là các người. Thì hóa ra các người là vợ chồng chúng tôi là chủ căn hộ này. Trước căn nhà này Tường Sang mua cho mẹ, nhưng bây giờ bà ấy đã chuyển đến ở với vợ chồng chúng tôi. Tôi định cho thuê để kiếm ít tiền tiêu vặt cho mẹ vợ thôi. Nhưng mà chú Hải là người thuê nhà cơ mà. Chú không biết hay là giả vờ không biết hả? Chị làm sao đấy, ăn nói vô ma vẩn. Em thuê qua người môi giới chứ không phải là biết đâu mà. Thế đi trả nhà đi, trả ngay bây giờ, thuê nhà khác. Tôi đúng là có hơi bất ngờ một chút. Nhưng không sao, nếu như mọi người không muốn thuê nhà nữa thì trả lại nhà cũng được. Tôi sẽ trả lại tiền cọc cho mọi người. Mọi người yên tâm nhé. Anh định như nào? Chúng ta ký hợp đồng nhé. Vâng, mời anh. Không được, em không đồng ý. Đây không phải lúc để sĩ diện đâu. Tìm đâu ra căn nhà vừa sạch vừa đẹp vừa rẻ nhỉ? Thế anh cứ ký, em xin phép xuống nhà tí. Từ khi gia đình tôi xảy ra biến cố, tôi muốn rút ra được một bài học quan trọng. Đó là không ai biết trước được ngày mai. Không ai mãi mãi là bạn bè, và cũng không ai mãi mãi là kẻ thù cả. Vâng, anh nói đúng. Cuộc sống mà,